Em xin chào tất cả anh chị em nhé. Thì cái căn nhà ở chỗ An Thượng 29 này vừa mới giao dịch ngày hôm qua xong luôn anh chị em này. Khách của em là người Hà Nội ấy, thì đi xem rất là nhiều rồi và em giới thiệu về căn này á, trong cái khu vực vị trí này á, bên chỗ khu An Thượng này á, là cái căn này là 4 tầng. Đấy, 70 mét vuông anh chị em ạ. Và chủ gửi cho em bán á chỉ có 1.900 thôi. Đấy, khách của em cũng rất là thích rồi, nhưng mà con đắn đo suy nghĩ nhiều quá. Vừa hôm qua có một vị khách nhà đầu tư ở trong Sài Gòn ấy, ra người ta đi tham khảo thị trường với là người ta đánh giá cái căn này cũng ok ấy. Cho nên là nhà đầu tư Sài Gòn người ta xuống cọc lên luôn anh chị em ạ. Nằm khu An Thượng này luôn. Thì em định giá giúp quý cô chú anh chị và các bạn đấy đó. Căn bản là vị trí trong khu vực này ấy, là không có cái căn nào mà nó bán giá như vậy nữa. Đơn giản như vậy thôi ạ. Đấy, đường của mình là đường là coi như cũng 5,5 mét ạ. Lề của mình thì cũng 3 mét đấy. Khu này thì toàn là những cái nhà rất là đẹp của anh chị em nha. Ở đây đi ra ngoài biển Mỹ Khê tầm đâu đó khoảng là 700-800 mét anh chị em. Đấy, xung quanh đâu này á, là An Thượng 35 rồi là Phan Tôn này kia thì rất là sầm uất luôn. Đấy, anh chị em nào mà có nhu cầu tìm kiếm nhà đất á, ở Đà Nẵng á, thì cứ liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn nhá. Em thì chuyên thị trường bên này thì em chạy suốt đấy đó, em khảo sát nhà rồi em tìm kiếm giúp cho quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Rồi pháp lý á, pháp lý sổ sách này kia, giấy tờ sau này ra công chứng rồi là ra sổ này kia thì em hỗ trợ cho quý cô chú anh chị và các bạn ở xa, anh chị yên tâm nhá. Đó là cái hay mà em giúp đỡ anh chị này. Còn giá cả thì thị trường nó gửi cho em như thế nào á thì em chào với anh chị em như vậy thôi. Căn nào đắt thì em nói đắt như thế nào, tại sao nó đắt, tại sao nó rẻ, em chia sẻ hết cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn. Đấy, thì sản phẩm ở trên thị trường á, anh em chạy căn nào thì em cũng chạy căn đó thôi. Cho nên anh chị em mà có nhu cầu rồi nhá, đấy thì cứ alo trực tiếp với em thôi để em tư vấn. Đấy, xung quanh đây toàn là đa số là khách hàng từ Hà Nội anh chị em ạ. Đấy, người ta vùng vào trong Đà Nẵng này á, muốn mua những cái căn nhà ở biển Mỹ Khê á, hay là khu vực này thì bây giờ giá cao lắm anh chị em ạ. Đấy, khu vực này toàn giá là 10 tỷ 12 tỷ trở lên không ạ. Đấy, anh chị em cứ alo trực tiếp với em để em hỗ trợ nhá. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào.